Chương trình Táo Quân của Đài VTV bị chê thậm tệ Đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp Tết, đài truyền hình quốc gia VTV lại thực hiện chương trình hài hước táo quân với các nghệ sĩ hài miền Bắc. Đây được xem là tiết mục chính được nhiều khán giả mong đợi trong mỗi dịp Tết. Thế nhưng từ nhiều năm nay, chương trình táo quân năm nào cũng bị chê bai là vì nhảm và nhạt nhẽo. Chương trình năm nay được quảng bá là có nhiều thay đổi lớn với hầu hết là những gương mặt mới đã bị khán giả tiếp tục chê bai còn thậm tệ hơn. Về mặt kịch bản, như thường lệ, một số vấn đề nóng bỏng trong năm qua được đề cập trong chương trình táo quân như là vụ cháy cư mini, vụ các xén khẩu phần ăn của trẻ em vùng cao, giá vàng tăng cao, bất động sản biến động, tham nhũng, vấn nạn livestream câu view, nạn kẹt xe, bê bối bảo hiểm nhân thọ vân vân. Nhiều khán giả cảm thấy sốt ruột vì nội dung quá dài dòng tẻ nhạt không cười nổi. Đã vậy, việc cài cắm tình tiết lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938 vào câu chuyện đặt cọc tiền nhà thì rất là miễn cưỡng